Ok, xin chào các bạn. Mình vừa mới đi uống cà phê về, giờ mới về tới nhà luôn. Phòng ốc mới về tới nhà bừa bộn quá mấy bạn ơi. Tùm lum tá lả bên chân, do mình bắt đèn lên. Nãy lúc đi mình vẫn để máy tính làm việc. Ok, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mình không trở lại với YouTube. Hôm nay một nhân dịp đặc biệt mình trở lại với YouTube. Đó là hồi nãy mình đang ngồi uống cà phê thì mình phải chạy về liền luôn. Xách chai chạy về liền luôn. Là mình nghe thông tin là Sơn Tùng MTP, tức là sếp, mình cũng là một fan hâm mộ luôn. Vừa mới ra MV. MV đó có tên là gì ta? Chúng ta của hiện tại vừa mới ra cách đây khoảng 1 giờ. Hôm nay mình về trễ cho nên là không có canh MV của sếp ra được. Mình cũng chạy liền về nhà luôn. Mục đích về nhà không có gì hết á, là để là cài view cho sếp. Và mình về tới nơi thì nhà cửa cũng đang bề bộn quá, nhưng mà mình bắt tay vô công việc cài view luôn. Xin lỗi các bạn nha, mình sẽ không bắt âm thanh vì một số lý do bản quyền, mình chỉ quay thôi và mình chưa nghe luôn á. Lát nữa đây mình đeo tai nghe cho mình nghe thôi, chứ mình không để âm thanh. Việc đầu tiên cái khó nhất á, tại vì tivi lâu lắm mà không xài, không biết còn xài được không. Mình sẽ vô cái tivi mình mở trước. Tivi nhà mình lâu đời mà, đời cổ lỗ sĩ rồi, nó là smart tivi nhưng mà đời cổ ngày xưa, bây giờ xài rất là khó. Cái ứng dụng YouTube không thể xài được, cho nên mình phải xài bằng cái trình duyệt của TV. Vô cái này nó lâu lắm, hồi hộp quá, không biết là cái màu sắc MV mới của sếp sẽ như thế nào đây. Có giống những cái MV trước không? Đây mới đúng nè, Sơn Tùng MTP, chúng ta của hiện tại, of file music video. Đúng rồi nó đó, cứ để đó đi. Rồi mình đã mở xong trên TV rồi. Tại bây giờ mình có một máy tính bảng này cũng cổ lỗ sĩ luôn. Mình sẽ mở máy tính bảng lên. Để đó đi. Cái view mà đâu cần trưng bày đâu. Mở tới cái điện thoại. Sao lớn có khác. Vừa mới ra video được khoảng tầm 1 tiếng thôi, mà cái cụm từ tìm kiếm nó đã nằm lên hàng đầu ở trên YouTube rồi. Thậm chí là trên Google luôn. Mình vừa mới gõ chữ chúng thôi là nó đã chúng ta của hiện tại rồi. Ghê thiệt. Khi nào mà kênh YouTube mình mà chỉ cần gõ chữ M là nó ra chữ Mew7 ở trên cái công cụ tìm kiếm ta. Ok, tới cái điện thoại thứ hai. Đó. Vậy là nãy giờ là mình đã có là 3 món ở đây và một cái TV rất là đẳng. Cái này là quan trọng nhất của mình. Đó là cái máy tính. Cái này có khả năng cày view rất là cao. Giờ mình sẽ mở tới 6 cái tab lệnh, bao gồm 6 cái trình duyệt, rồi thêm một cái trình duyệt web Google Chrome là 7 cái. Tương tự giống như mình có 7 cái điện thoại vậy. Tương tự đầu tiên mình mở Chrome lên. Xong rồi mình lại mở YouTube. Đó, chúng nè. Đó, vừa mới lên cái chúng ta của hiện tại liền. Rồi. Đó. Một cái nha. YouTube đợt này quảng cáo nhiều quá. Ba đời gì vậy? Nhà chúng tôi chữa xương khớp. Rồi, cái thứ ba, cái thứ tư. Thử lên top trending, top tình hành coi đã có. Mới ra chắc chưa có. Top tình hành chưa có mà, chắc ngày mai mới có. Các fan của Sơn Tùng dễ gì không để cho MV của Sơn Tùng lên top tình hành được. Cái thứ năm. Cái thứ sáu. Wow,
6 cái nha. Công nhận cái máy tính của mình nó rất khỏe. Mình mở một lúc 6 cái trình duyệt, mình chạy video để cày view, nhưng mà vẫn ok, mượt mà đàng hoàng, không có vấn đề gì hết. Đây, 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 đó, 6 cái nha. Rồi cái thứ 7, cái Google Chrome này mình hay sử dụng để làm những công việc chính cho nên mình không có đưa xuống. Chúng ta rồi. Rồi đây là video cuối cùng ở trên máy tính mình mở lên. Thì mình sẽ phóng to nó lên để cho anh em xem. Lát nữa đây mình sẽ đi phân tích qua thôi. Mình không phải là nhà chuyên môn cho nên là mình chỉ phân tích qua thôi. Bây giờ mình sẽ đếm lại. Đầu tiên là TV là 1. Một cái máy tính bảng tablet là 2. Hai cái điện thoại là 3 là 4. Rồi 6 cái trình duyệt 1, 2, 3, 4, 5, 6 là mình đã có 10. Và thêm cái trình duyệt này nữa là 11. Tức là mình đã cài trong một lúc mình xem được 11 lần xem, đã đóng góp được 11 lượt view cho sếp rồi. Và cũng cố gắng để cho MV của sếp lên top 1 thịnh hành nha. Ok, và bây giờ mình có một chiếc tai nghe. Thử nghe cái chất lượng âm thanh của nó qua cái tai nghe. Cái âm nhạc của Sơn Tùng thì nói chung là hầu như có mang một cái màu sắc riêng. Mình mới nghe là mình không có hiểu, mà mới nghe cũng không có hay. Đó là đánh giá thiệt, fan thiệt, nhưng mà phải nói là một câu chân tình như vậy. Nhưng mà nghe nhiều thì tôi mới thấy nó hay. Còn về hình ảnh thì các bạn cũng thấy MV được đầu tư chỉnh chu, mang hơi hướng hoài cổ. Cái này nhìn giống giống cái MV gì Lối nhỏ của Đen Vâu, hơi giống giống à. Mình cũng không đánh giá sâu tại vì mình không phải là nhà chuyên môn, nghề của mình cũng không phải là streamer. Mình chỉ là một người hâm mộ, cho nên là mỗi dịp mà sếp ra một cái sản phẩm mới thì mình sẽ góp phần cho cày view cho sếp. Và mình đó cũng nói thiệt chứ không phải là mình làm như vậy để mà mình khoe lên, để mình làm video mình khoe lên cho mấy bạn coi đâu nha. Đó là mình sau khi kết thúc video thì mình vẫn cày view tới 2-3 ngày sau mình vẫn còn cài. Trong kể cả mình đi làm mình cũng mở video, mở điện thoại lên mình để vậy đó, để cày view cho sếp. À thôi, mình cũng nói sơ qua cho các bạn như vậy thôi. Và khẳng định mình đó là một fan thực thụ của Sơn Tùng MTV. MTV lộn, ôm thùng MTV, ôm TV. Thì video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Và cũng lâu lắm mà mình mới quay trở lại với YouTube. Tại vì hiện tại bây giờ mình đang bận bịu với làm mấy cái việc lặt vặt ở trên mạng thôi, chứ cũng không có gì nhiều, nên là không có thời gian để ra clip. Chắc sắp tới đây chắc mình cũng chú tâm hơn vô YouTube một miếng, để không YouTube nó tắt kiếm tiền lại khổ nữa. Rồi ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ. Ok, bye bye, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn ủng hộ mình thì hãy vào kênh của mình xem video, bấm like, bấm subscribe cho mình nha. Bye bye.